Trước đó, một chương trình khác tương tự là Tấm Bánh Nghĩa Tình thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Đại học Đại Nam cũng đã diễn ra. Hơn 1.000 chiếc bánh chưng các bạn trẻ tự tay gói được gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội như Trung tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật, Trung tâm Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi, Hội Người Mù, Trại Thương Binh. Tấm bánh trông giản đơn nhưng mang trong đó tấm lòng của mỗi người trẻ này. Tiết trời se lạnh nhưng trong lòng mỗi người ở đây lại vô cùng ấm áp. Thực sự các bạn sinh viên đã có những cái tấm lòng rộng mở và hướng về cộng đồng, giúp những trẻ em thiệt thòi, tôi cho là những cái có tình người, tính nhân văn rất cao cả. Hơn 5 năm qua, Tấm Bánh Nghĩa Tình của sinh viên đã đến với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Mỗi dịp Tết đến xuân sang, các thế hệ sinh viên tiếp nối, truyền lửa cho nhau, gói những chiếc bánh, gói tấm chân tình của tuổi trẻ. Thật ra thì là em là con trai thì cũng không khéo tay lắm. Tuy nhiên là khi nghe đến cái ý nghĩa của chương trình thì em cùng các bạn cũng đã cố gắng hết sức để có thể làm được bánh chưng hoàn hảo nhất để mang đến cho những người nghèo, những hoàn cảnh bất hạnh một cái Tết ấm áp trọn vẹn nhất. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì. Năm nay thì có một cái đặc biệt hơn, đó là gói sớm hơn vì là sinh viên nghỉ Tết sớm hơn. Cho nên cái sự chuẩn bị thì nó cũng được chu đáo hơn. Tấm bánh nhỏ giúp tất cả mọi người ấm lòng hơn, mang nhiệt huyết sinh viên để sẻ chia, hướng tới cộng đồng xã hội. Đó hẳn là bài học quý giá nhất mà mỗi sinh viên này học được.